Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề lời cầu nguyện cho các tình huống vô vọng và mời gọi phép lạ. Rắc rối, những vị khách không mời mà đến khiến tình hình trở nên vô vọng và làm chúng ta mù quáng trước bất kỳ dấu hiệu nào của ánh sáng. Đôi khi chúng ta lạc lối đến nỗi không còn ước ao được gì. Những lúc này đây, bạn có thể khởi lên lời cầu nguyện cho những tình huống vô vọng. Khi chúng ta mất tất cả mọi thứ, thì chỉ có chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Đấng Thiêng Liêng. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ lời cầu nguyện mạnh mẽ và hiệu quả cho những tình huống vô vọng. Nó cũng sẽ hướng dẫn bạn. Ngoài ra, Quốc Anh sẽ chia sẻ sự khôn ngoan mà Quốc Anh đã nhận được qua thời gian khó khăn. Nó sẽ giúp bạn tăng niềm tin của bạn vào Đấng tối cao và tiếp tục bước đi. Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể sử dụng để giảm bớt tình trạng của mình và suy nghĩ rõ ràng. Vũ trụ, hãy cho tôi một tia sáng để tôi có thể suy nghĩ, nhìn thấy và tin vào tia hy vọng. Hãy tha thứ cho tôi vì đã đánh mất hy vọng và xóa bỏ sự mù mịt đã che mất tất cả các giác quan của tôi. Tôi luôn biết ơn vũ trụ. Hãy nâng tôi lên và hướng dẫn tôi. Đừng chỉ khởi lên những lời này mà hãy cảm nhận chúng trong trái tim bạn và để điều kỳ diệu xảy ra. Sự cầu nguyện trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn trộn lẫn bản chất của cảm xúc vào đó. Vì vậy, trước khi lắng nghe thêm phần cầu nguyện cho những tình huống vô vọng, hãy lắng nghe cách cầu nguyện khi các sự kiện liên tục xảy ra với bạn. Những tình huống đau đớn và không thuận lợi này khiến chúng ta không còn hy vọng vào tương lai. Nhưng lời cầu nguyện có quyền năng trên tất cả mọi thứ. Do đó, điều quan trọng là phải cầu nguyện một cách thích hợp để thay đổi tình hình. Nếu tâm trí bị mắc kẹt trong những hoàn cảnh vô vọng, thì việc nhìn ra ngoài hoàn cảnh sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, giống như bạn đang lắng nghe video này, một bước đi mạnh mẽ có sức mạnh để bạn thấy ánh sáng. Bạn có biết món quà mạnh mẽ mà bạn có là trái tim của bạn hay không? Một trái tim thuần khiết. Trong khi cầu nguyện cho những tình huống vô vọng, hãy để trái tim bạn mở rộng, đầu hàng chính mình. Chúng ta sẽ được dẫn lối và sẽ khiến chúng ta thành một người mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đây là một lời cầu nguyện khác cho những tình huống vô vọng để chúng ta sử dụng khi đối mặt với bóng tối. Vũ trụ, xin hãy tha thứ cho tôi vì sự thiếu hiểu biết của tôi và những sai lầm tôi đã gây ra trong quá khứ. Tôi chấp nhận mình lạc lối nhiều lần, nhưng trái tim tôi vẫn trọn niềm tin vào những điều tốt đẹp và lương thiện. Chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tình yêu tôi luôn dành cho bạn và hướng dẫn tôi về phía ánh sáng. Nếu bạn cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của bạn không làm bạn nguôi ngoai, hãy cố gắng tiếp tục kết nối những vị Đấng Thiêng Liêng mà bạn tin tưởng. Sau đây là một số lời cầu nguyện cho những tình huống vô vọng mà bạn có thể sử dụng để mang lại hòa bình trong sóng gió và thay đổi tình huống. Hỡi vũ trụ, hãy cho tôi sức mạnh để giữ bình tĩnh trong những tình huống vô vọng này. Tôi cầu nguyện với vũ trụ, hãy soi sáng con đường của tôi và cung cấp cho tôi sự can đảm để giữ vững niềm tin nơi vũ trụ mãi mãi. Khi cảm thấy lạc lõng trên con đường cuộc sống và không có ánh sáng xung quanh, cầu nguyện cho những tình huống vô vọng với vũ trụ sẽ mời gọi bình minh mới. Sự cầu nguyện cùng với đức tin vững vàng của bạn sẽ kết hợp với nhau một cách tuyệt vời. Yêu cầu khai sáng con đường phía trước, giúp tiến về phía trước trong khi con đường dường như kết thúc.
Hỡi thần linh thiêng liêng và yêu thương của tôi thú nhận rằng tôi không có khả năng giữ mình trong hoàn cảnh tôi đang bế tắc. Vì vậy, hãy chấp nhận lời cầu nguyện của tôi, thắp lên ngọn nến hy vọng trên con đường của tôi, cho phép linh hồn tôi tin vào hành trình của tôi, hy vọng vào điều tốt nhất và luôn hiệp nhất với vũ trụ. Đôi khi, việc dâng nhiều lời cầu nguyện hơn để thể hiện sự đầu hàng và trái tim khiêm tốn của bạn, thực hiện điều kỳ diệu mà bạn không bao giờ có thể ngờ tới. Người ta có thể làm điều tốt nhất trong những ngày tồi tệ nhất là giữ bình tĩnh và cho phép cơn bão đi qua. Đôi khi sự chờ đợi có thể là thử thách và đau đớn, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng xứng đáng. Trong khi trải qua những ngày khó khăn, bạn biết được rằng mình đã mất hết sức mạnh, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn khi đối mặt với thế giới bên ngoài. Nhận ra rằng đó là những ngày bạn cần vũ trụ soi sáng và giúp bạn phát triển mối liên hệ với cốt lõi của mình như bạn đã có trước đó. Đây là một lời cầu nguyện có thể giúp bạn mời tất cả những gì bạn cần trong khoảnh khắc này. Vũ trụ yêu thương, tôi xin thú nhận tôi đã đi sai đường và đánh mất sự kết nối với cốt lõi của tôi và vũ trụ. Tôi yếu hơn để lấy lại những phước lành mà bạn đã ban cho tôi. Hãy cung cấp cho tôi nghị lực và sự kiên nhẫn để xây dựng lại mối quan hệ đó và trở lại dưới sự hướng dẫn của bạn. Đây là những câu thần chú sẽ giúp bạn đối phó với tình huống tuyệt vọng khi bạn suy sụp và mất đức tin. Đừng sợ hãi, vì vũ trụ luôn ở bên bạn. Vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và nâng cao tinh thần của bạn. Vũ trụ sẽ giữ lấy bạn và sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Hãy giao cho vũ trụ tất cả những lo lắng của bạn và để vũ trụ xử lý các tình huống của bạn. Bạn cứ trung thành và đặt niềm tin vào vũ trụ. Hãy hết lòng tin tưởng và đầu hàng vũ trụ. Vũ trụ sẽ soi sáng con đường của bạn và sẽ không để bóng tối cản đường bạn. Những câu thần chú này rất có sức mạnh đối với đấng tối cao. Đó là những lời đấng tối cao đang truyền đạt đến bạn. Nếu bạn có thể sử dụng những từ này để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân với một niềm tin mạnh mẽ, mọi lo lắng của bạn chắc chắn sẽ biến mất. Sợ hãi là một cảm giác phổ biến khi mọi thứ đi ngược lại với kế hoạch của bạn. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cần phải được loại bỏ khỏi kho lưu trữ cảm giác của bạn, vì nó tiềm ẩn nhiều căn bệnh không thể sửa chữa trong thời gian dài. Khi bạn lo lắng về những điều chưa biết, hoặc khi sự lo lắng phủ bóng trên con đường của bạn, những lời cầu nguyện cho những tình huống vô vọng và xóa bỏ nỗi sợ hãi có thể hướng dẫn bạn hướng tới ánh sáng. Phép lạ đòi hỏi bạn phải có niềm tin mạnh mẽ vào vũ trụ và chính bản thân bạn, vì phép lạ chỉ xảy ra với những ai cảm thấy xứng đáng và sức mạnh của nguồn phép lạ. Để có được những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc sống của bạn, hãy chuẩn bị tinh thần bằng cách tin vào sự xảy ra và trải nghiệm phản ứng tự nhiên trong ruột của bạn. Yêu cầu vũ trụ ban cho ước muốn của bạn và tin rằng điều đó đã xảy ra có sức mạnh hơn là chờ đợi nó xảy ra. Sau đây là một lời tuyên bố bạn có thể sử dụng để mời những khoảnh khắc kỳ diệu trong tương lai của bạn. Tôi biết ơn về tất cả vinh quang, trí tuệ và hạnh phúc mà vũ trụ đã dành cho tôi trong quá khứ mà tôi không đòi hỏi. Tôi luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì vũ trụ đã cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi luôn đón nhận tất cả những điều tốt đẹp vũ trụ dành cho tôi với lòng trân trọng và biết ơn. Cầu nguyện là một trong những cách thiêng liêng và mạnh mẽ để mang lại hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy nhiên, vũ trụ muốn bạn thực hiện một số thay đổi trong lối sống và thực hiện cầu nguyện cho những tình huống vô vọng để mang lại sự thay đổi càng sớm càng tốt. Quốc Anh cầu nguyện cho hạnh phúc vĩnh cửu của bạn, và vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn thêm bình an, tình yêu
quyền năng và sức mạnh để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Khanh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.